Kính chào anh em á. Hiện tại bên bãi lĩnh khá là trống ha. Hẹn anh em phải là qua tuần, cuối tuần xe mới về dần. Tranh thủ trời còn nắng và sáng, lĩnh sẽ quay cho đêm một chiếc xe tải ZN200X. Đây chiếc ZN200X thùng mui bạc. Xe này thì nó thiết kế hai loại tải, một tấn 99 là N200X và 3 tấn 495 N350X. Cả hai xe chúng ta giá bằng nhau, chung động cơ, chung máy móc và giá bằng nhau. Và một cái là 1 tấn 99 và một cái là 3 tấn 495 bằng B2. Quý khách hàng đã sử dụng chạy được chiếc xe này để kiếm thu nhập. Xe thì hiện tại sẽ có 3 màu, là nhà máy là trang bị thứ nhất là màu xanh. Màu xanh là màu trước mắt ha quý khách hàng. Màu trắng là trắng thì nhà máy dắt thì đi là trắng sữa. Còn màu màu bạc là 3 màu, giá thì bằng nhau. Quý khách hàng thích dòng màu nào thì chúng ta lấy màu đó. Phiên bản này là N200X cho quý khách hàng. Phiên bản này là dắt cao cấp, khá là đẹp. Và phía trước mặt cái lăng, phía trước nó là một cái thanh mạ chrome rất là đẹp, thiết kế lấy gió vào là mát động cơ ha. Cụm đèn halogen rất là đẹp, chiếu sáng tốt, đèn sương mù cũng như là đèn hông lớn à quý khách hàng. Cặp gương này là rất là thích, nhiều khách hàng thích luôn. Cặp gương hộp thời sau này thiết kế cặp gương hộp thì rất là thẩm mỹ và rất dễ dàng quan sát. Có một vài khách hàng mà đã đi chiếc xe tải như mua các dòng xe tải Fao hay xe tải ZN900 cũng đã đổi sang cái cặp gương hộp này quý khách hàng ạ, và đã gắn vừa hợp lý luôn. Xe chúng ta thì với cái thùng hàng dài lên 4m36 là chiều dài lọt lòng nha quý khách hàng ơi. Chiều cao là được 1m88. Còn với cái xe thiết kế thùng mui bạc thì lúc trước thì cái kèo ở trên thì sẽ được đóng cái khoảng cách rất là xa, rất là cao để chúng ta gắn cái đây, chúng ta có thể gắn sổ kèo, có thể nâng kèo được. Nhưng rất tiếc là hiện tại trong các bản vẽ để hạn chế việc nâng chiều cao đó thì sẽ làm có một khúc nên chúng ta không thể nâng được nhiều đâu. Đấy. Và mặt phía sau của xe thì với cái chiều ngang là được là 1m82 lọt lòng, cửa mở ra hai bên. Con xe này thì bên lĩnh là đóng thùng, mà bên công ty mình đóng thùng có cái bản lề bằng inox, cũng con lươn bằng inox dạng dập lá me nè. Đấy. Rồi, có cái cản sau cũng inox dập lá me khá là đẹp mắt. Thùng mui bạc. Dạ. Thùng mui bạc có bửng inox nha, còn lại là bằng sắt. Sàn thì cũng làm bằng sàn sắt sắt phẳng theo tiêu chuẩn là 2.5 ly. Xe mình đi cái lốp là 7.00R16, lốp DLC. Cùng với đó là xe mình được cái là cái trang bị cái xe mình là bình dầu nó lớn hơn so với phiên bản cũ nha quý khách hàng. Đấy, bình dầu mình là 100 lít, lớn hơn phiên bản cũ này. Rồi, đây là nắp bình dầu có khóa lại nha. Đây, khóa lại an toàn này. Rồi. Lọc dầu đây. Chất xi chúng ta là có thể thấy là xe chúng ta đi chất xi tổ ong này. Đấy, chất xi tổ ong. Nó chịu tải tốt, và cùng với đó là đây chúng ta thấy là dàn cái kỳ đà dọc và đà ngang đều làm bằng u đốt hết. Còn đây là cái cầu hộp số của xe. Đây, hộp số xe. Hộp số này thì xe trang bị hộp số của dắt nha quý khách hàng. Rồi, chúng ta đi xem hệ thống nhíp trước và nhíp sau hay là cầu sau của xe luôn à. À dạ, đây là cái hệ thống nhíp trước. Nhíp lá thì tổng cộng số lá của chiếc xe tải ZN200X hay N350X là 7 lá nha quý khách hàng. Đây, hệ thống treo trước này, 7 lá. Tí nữa chúng ta sẽ đi đến phần động cơ luôn. Và đây là hệ thống nhíp sau. Nhíp sau chúng ta cũng là nhíp lá 2 tầng nha quý khách hàng. Và tầng dưới chúng ta chỉ có 4 lá và tầng trên là được thiết kế 5 lá. Đây, gói trực tiếp vào chassis luôn, nhìn rất là chắc chắn ha. Đây, cầu sau của xe, cầu rất là lớn. Nhìn là rất là khỏe rồi. Đấy. Giúp xe chịu tải tốt quý khách hàng. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục là khám phá về phần động cơ của xe.
À, thêm một điều nữa là xe chúng ta nó trang bị hai hai bình ắc quy luôn, xe jack N200S, hai bình ắc quy. Turbo tăng áp đầy đủ nha quý khách hàng. Xe tải jack N200S, máy cumin. Máy cumin này là máy cumin của Mỹ, Mỹ liên danh nha quý khách hàng, được nhà máy jack ô tô jack và cumin của Mỹ liên danh đã mở nhà máy sản xuất động cơ cumin tại thành phố An Huy, Trung Quốc ha, tỉnh An Huy. Đấy, máy này thì được cái là nhiều khách hàng đi đánh giá nó tiết kiệm nhiên liệu, thì với 100 cây sẽ rơi khoảng 9 lít, còn khi mà chúng ta chở hàng nặng thì sẽ rơi khoảng cỡ 10 lít trên 100 cây. Và máy này bên lĩnh đã bảo hành lên đến là 5 năm. 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Những nhiều khách hàng nào mà chạy hàng nhiều thì có thể là số odo nó sẽ tới trước, còn không thì chạy ít thì số lượng thời gian. Và cái về phần bảo hành của chiếc xe tải sắt này thì là bên lĩnh chuẩn bị sẽ xây dựng cái trung tâm bảo hành đi ngay chỗ cái đống gạch đó quý khách hàng. Đấy, sẽ xây dựng trung tâm bảo hành, sửa chữa xe. Cái địa chỉ này là địa chỉ thị xã Cai Lậy ở Tiền Giang nha quý khách hàng. Đấy, thị xã Cai Lậy Tiền Giang. Đấy, bên lĩnh mới về có ít xe, cuối tuần và qua tuần sau thì xe mới về nha. Đây, địa chỉ đây là 95 ngay cầu Nhị Mỹ á, ở thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra thì bên lĩnh có chi nhánh ở Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh nè. Quý khách hàng có thể xem xe ở Bình Chánh hay ở quận 12 hay Bình Dương hay Đồng Nai, có thể liên hệ cho lĩnh, lĩnh sẽ trực tiếp đến tận nơi để tư vấn cho quý khách hàng. Bây giờ lĩnh và các bạn chúng ta cùng khám phá nội thất. Và xe tải jack N200X này thì sẽ đi được 3 chỗ ngồi quý khách hàng ạ. Đây là vô lăng jack có cruise control, có âm lượng hay là tắt tiếng. Đấy, có còi đầy đủ. Đây. Đây là cái bảng đồng hồ điều khiển tắp ha, tắp lô. Khá là đẹp mắt. Và hiển nhiên là xe chúng ta sẽ có FM radio và có sẵn máy lạnh. Hộc chứa đồ. Mồi lửa ha, chúng ta thiết kế chỗ này là một cái ổ cắm sạc điện thoại luôn. Cần số xe là đi là 5 số tiến và 1 số lùi. Khóa từ xa này. Ở trên chúng ta có hộc, một cái hộc chứa đồ, có gương cũng như là đèn đầy đủ. Đấy, một chiếc xe này là hiện tại đang có giá khá là mềm trong phân khúc. Thì hiện tại bên lĩnh đang bán giá chỉ là 460 triệu ra giấy tờ luôn. Đấy, tùy phù tùy theo khu vực của quý khách hàng đăng ký biển số ở đâu. Mà mới với một chiếc xe này thì bên lĩnh chỉ cần đầu tư trước cả 100 triệu thôi. Có những khách hàng bên lĩnh sẽ hỗ trợ luôn lên đến là 85% giá trị xe và 80 đến 85 tùy cái nguồn khách hàng, tùy nhu cầu của quý khách hàng. Thì sở hữu được một chiếc xe này thì chỉ cần 100 triệu trở lên, rất là đơn giản. Và để có một con xe quý khách hàng hoạt động vận tải và đem lại lợi ích cho gia đình, cho kinh tế và cho xã hội. Đấy, chiếc xe rất là uy tín như thế này. Quý khách hàng có nhu cầu hãy gọi cho Lĩnh qua số điện thoại 0901 494 222. Trường Lĩnh xin thành cảm ơn.